đôi giày tích hợp đầy đủ những tính năng ưu việt: thông hơi, siêu nhẹ, chống bẩn, chịu nước, chống hôi chân. Anh em nào còn nghi ngờ thì xem ngay clip này nhé. Giày có trọng lượng siêu nhẹ chỉ 200g, bạn có thể uốn gập thoải mái mà không lo bị biến dạng. Trên thân giày có nhiều lỗ thoáng khí giúp đôi chân luôn thông thoáng. Phần đế giày ma sát tốt, bạn có thể đi được trên mọi địa hình. Đôi giày rất dễ mang, chỉ cần dùng một tay là có thể đi lên chân ngon lành. Đôi này đúng chuẩn hàng Việt Nam mà chất lượng quốc tế, có thể đi bất chấp mọi loại thời tiết và vệ sinh dễ dàng. Nếu bạn là một Gen Z và đang tìm kiếm cho mình một đôi giày bền đẹp, hợp thời trang với giá cả hợp lý thì Urban Footprint D2001 là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn.